ba à, thì khúc nga cho tôi đi đi à. À. là ba thì đi đi mẹ à mẹ, mẹ mình tỉnh lại tính đi Lại đi <laughs> ôi trời bà tím này bị điên rồi hả mẹ vợ bình tĩnh lại đi Thần linh phù hộ tôi Hãy cứu tôi Đừng dọa tôi mà <laughs> Mẹ à Không sao rồi Mẹ à Đủ rồi mẹ đó à. Không sao rồi Không sao mà Giờ chết đi được Thiệt là Tới đây để ăn một tô mì lạnh Mà cũng gọi là cái tội sao bà tiêm Lập tức ra khỏi nhà của tôi đi Ma quỷ cút đi Mẹ à Mẹ à Mẹ à Mẹ Làm sao bây giờ Rải chân ra. Có vẻ như mẹ sợ lắm. Em biết sẽ thành ra như vậy mà. Vậy nên ta cứ ở khách sạn ngủ đi. Sao lại cả nhà với người ta rồi về? Chồng tôi mất cách đây rất lâu rồi. Ông ấy mất hồi tôi ba mươi bảy tuổi ông ấy mất rồi <laughs> mẹ à hey. xem ra thì tâm trạng của mẹ rất khó chịu anh thật sự hy vọng bố vợ có thể nhớ ra mẹ vợ <laughs> giờ quá đi không cần bị lạnh nữa đâu lại còn cả muối nữa thiệt là Ê. Ông ấy nói muốn đi kìa Sao lại đi rồi chứ Người như mẹ của cháu thì nên đưa vào bệnh viện đi Tình trạng đó nặng lắm đó Bởi vì bà quá sợ Mong bác thông cảm Tại sao lại sợ chứ À, bác trông giống bà của cháu lắm Bà cháu hả? Vậy là chồng của bà thím đó sao? Dạ Giống thì giống với lại còn rắc muối làm gì Thật là ác độc quá Trước khi bà cháu mất, chắc là làm bà ấy vô cùng cực khổ chứ gì Rượu, đàn bà, cờ bạc, tiêm chích, cái nào đổi số đó À, cũng không hoàn toàn như vậy đâu Cái gì không phải, nếu không sao tự nhiên lại như vậy Dạ, mời bác vô nhà uống cốc trà trước Thôi khỏi đi, tôi cũng mệt rồi Tôi về nhà nằm một lát à, Nếu như đi như vậy, chúng cháu không cảm thấy thoải mái đâu Bác vào đi mà Quản lý bác không có ở nhà Mời bác vào phòng bếp nha Mời bác vào phòng của mẹ Marie đi Bên này Không cần đâu Tôi chỉ là khách thôi mà Đây đó Bên đó chẳng phải là phòng sau sao Ơ à, Sao bác biết vậy Bởi vì đằng sau nhà đương nhiên là có phòng sau rồi à. bác hãy nằm nghỉ ở đây một lát nha à, đợi đã để cháu mang cho bác chiếc chăn mới không nha không cần đâu cái này không được đâu đây là chiếc chăn mà sang mua ra đã đắp rồi mà nhưng mà có chuyện tôi cảm thấy rất kỳ lạ Tại sao đối xử tốt với tôi như vậy hả? Bởi vì tôi trông giống ba của cháu sao? Ờ, à, dạ. Chính là... cảm giác giống ba của cháu vậy. Xin lỗi. Bữa ăn đã đặt trước ngày hôm nay cho hai người đó. Xin hãy quỷ đi. Dạ, cảm ơn. làm rất ngon đó. ăn chút khoai lang miếng rồi thì tốt bao nhiêu. À... Bởi vì chị như vậy nên anh hi mới thích tôi đó. À, thật là không nên nói những lời như vậy mà. Dạ Phiền cô chuyển máy tới bộ phận lễ tân được không? Ba Maria giúp em mang mấy làm mì lạnh tới đây đi Bên phải tủ bác đó Bên kia kìa Anh lấy thì một chút dưa muối mẹ đã muối được không vậy? Ờ, à, ăn mặn quá thì món mì lạnh sẽ không có gì đâu Hay là em trộn một quả dưa chuột nhạt vào? À, tạm thời mẹ cũng bình tĩnh lại rồi Em cần chị giúp không? Giúp em đun một nồi nước đi, cho lửa to một chút. Anh đi lấy một chút dưa muối ngâm ngoài sân. Cái đó phải đợi một lát nữa. Phải giảm tiếp xúc với không khí đi mới ăn ngon được đó. Không được mang ra trước. Anh giúp em nếm thử nước canh vừa chưa? Được rồi. N nước sôi rồi. Chỉ đợi một phút nữa rồi cho mì vào nồi em đùng nóng vào đây à, những lúc như vậy mà vẫn còn quy trình bài bản được hả tuy là không bằng với món mì bác ăn ngày trước nhưng đây là thành ý của cháu mời bác thưởng thức đi cháu không ăn cùng sao à, cháu đợi một lát nữa rồi ăn cùng với mẹ ừ. bác ăn trước đi ừ có đời ăn ngon hơn đó không phải chứ thật đó à, vậy bác ăn nhiều và ừ. <laughs> trong cuộc đời tôi chắc cũng đã từng ăn qua món mì lạnh trong căn nhà kiểu hàn quốc này cảm giác này rất quen thuộc đúng không bác nhớ ra rồi hả ờ hồi nhỏ hầu hết chúng ta đều sống ở trong những căn nhà kiểu hàn quốc này mà <laughs> sau này bác hãy thường xuyên tới đây ở đây ngoài món mì lạnh ra còn rất nhiều món ngon ừ. Ừ. món chuột chuột này cũng ngon lắm tay nghề khá đó dị có vừa hay không vậy ừ. Lại mùi vị trong hồi ước rất là thật kỳ <laughs> thế này đã bao lâu rồi chứ <laughs> tự mình làm ngon tới mức phát khóc lên rồi kìa <laughs> đây là mơ là ác mộng là ác mộng rồi ác mộng Mẹ à, Mẹ có muốn con nói chút cháo không Ba đang Ăn mì lạnh ở ngoài đó Rất là ngon mẹ Ai là ba của con hả Chính vì như vậy nên con mới muốn mẹ từ từ về đó. Bao nhiêu năm qua mẹ đã sống như thế nào? Nuôi hai đứa con, làm thế nào có thể sống tới tận ngày hôm nay được? Dù cho có chết rồi, cũng phải một rửa mới phải. Người ấy là ma đó. Bảo ông ấy lập thức đi đi. <laughs> mẹ, À, con biết rồi mẹ à. à mẹ bình tĩnh lại đi mà đường tắt thiệt đó bởi vì bây giờ là giờ tăng ca mà chỉ cần qua chỗ này là có thể đi được rồi đúng không cô xem qua hết rồi chứ có được không vậy rất thú vị à, nhưng mà cả ngày nay tôi không thấy tiền bố hình dung và ông mi nam nữa và cả trưởng phòng han ở đâu có chuyện gì vậy tôi cũng không rõ nữa từ sáng đến giờ tôi vẫn cứ xem cái này thôi ờ à, chắc là cô mệt lắm à, cô ăn cái này đi có chuyện tôi muốn xin lỗi anh bộ bộ phim đó đó thật ra là tôi đã hẹn anh ấy đi xem rồi nhưng bởi vì anh ấy không liên lạc với tôi nên tôi mới rủ anh dojin đi cùng xem đó chuyện đó thực ra không cần nói với tôi cũng được mà chuyện đi xem phim hôm đó mong anh đừng nghĩ nghiêm túc nha là bởi vì trong lòng cô không yên vì chuyện của mẹ chúng ta đúng không không liên quan đến chuyện đó đâu tôi xin lỗi nha ừ. tại sao tôi không thể nghĩ nghiêm túc được bởi vì tôi luôn nghĩ đến anh ấy mà cái cậu bắt cá hai tay đó hả có lẽ là hiểu làm gì đó thôi. Tôi sẽ không nghĩ nghiêm túc đâu. Cô yên tâm. Tôi xin lỗi. À, không có gì, không tới mức phải xin lỗi đâu. Nhưng mà nhờ có cô nên tôi cũng được xem một bộ phim hay thôi. Cô về đi, hôm nay cô rất giả rồi. Cháu cũng lấy một lá đi Lá bài tốt nhất đều đập trong tay của cậu rồi Cháu không đánh đi còn làm gì vậy À dạ <laughs> Tuyệt Cháu xin lỗi nha Cháu học ở đâu mà đánh giỏi vậy Cháu học của ba cháu Hồi còn nhỏ đó Ông ấy nói với cháu có tổ chức cờ bạc. <laughs> Vấn đề ở nhà này nhiều quá. Lại còn dạy con gái chơi trò stop nữa. Ờ, à, vô mi à, ở trong này nè. <laughs> dạ, cháu chào bác. Chào bác. Đây là bạn thân nhất của cháu đó. Cháu là anh Dô mi bạn của Huynh Xuất à? Nhưng mà tại sao lại hành lễ với ta như vậy? À, tại vì nhìn thấy bác cháu vui quá. À, cho cháu một chân với. À, cũng vừa hay. Được, chúng ta chơi lại đi. À, <laughs> à, bác ạ. À. À, vấn đề cháu thắng mà. <laughs> mẹ à, con mang trà lã sen tới nè. Đúng rồi mẹ à mẹ uống đi phấn chấn lên nào giờ dạ đây cháu lại ăn một lá nè à, trời ơi bây giờ dông mì cũng đã tới rồi cậu ấy đang chơi Gold Stop với ba nếu như bài không có lợi cho mình thì ba gạt hết bài đi để chơi lại giống y hệt hồi xưa vậy. Bà con ngày xưa đã chết vì quả hoạn trong khách sạn rồi. Chứng minh thư cũng được tìm thấy trong ví ở trong đám cháy mà. Mẹ đều xác nhận rồi đó. Có thể là bị trộm thôi mẹ à. Có người sau khi trộm quần áo lấy tiền của bố rồi xảy ra chuyện thôi. Thật đáng sợ. Mẹ à, bây giờ điều quan trọng là ba không hề nhớ ra chúng ta nữa. Mẹ, con và cả hương súp đều không nhớ. Nhìn dáng ghẻ chơi trò ghost stop của bà còn cảm thấy nếu như giữ ba lại thì trí nhớ sẽ từ từ trở lại đó. Nếu bà thật sự nhớ lại thì không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Ông ấy sẽ nhớ ra Jean Moran chứ. Tuyệt đối không nhớ được đâu. Ông ấy sẽ không nhớ ra bất cứ người nào hết. À. Không thể để ông ấy ở đây cho đến khi Jean Moran quay về. Một lát nữa sẽ đi thôi. Còn nữa, con tuyệt đối không để bố chạm mặt Jean Moran đâu. Xem đây như một giấc mơ đẹp thì tốt rồi Hay là dù cho mấy không nhớ Nhưng mỗi khi bật đèn lên Có thể nhìn thấy ba các con thì tốt Mẹ à Chúng ta cứ giả giờ không quen biết đi Dù sao thì cũng không nói với ông ấy Rằng chúng ta là bố con mà Bây giờ ông ấy cũng không thể Chị nhớ nói nữa Chị nói cái gì vậy Đã tìm ra được ba chúng ta Thì đương nhiên phải sống cùng với ba chứ Chị không muốn ông ấy sống cùng ta đâu Mẹ đưa ra quyết định đi thì em chăm sóc ba là được rồi em sẽ kiếm tiền chăm sóc cho ba đó chuyện này phải do mẹ quyết định chứ em đến lấy đồ tập Anh vất giả rồi. Đi ngang. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Cho dù em nghĩ thế nào nữa, thì em cũng không thể hiểu nổi anh. Chẳng phải nói chúng ta xem phim sao? Chẳng phải anh nói là mấy ngày nay anh hơi bận sao? Em đi xem với người khác rồi. Bộ phim đó đó. Cũng hay. Anh không giận sao? Chẳng phải anh nên cảm thấy rất giận hay sao? Đột nhiên anh lại cảm thấy mình. Không xứng đáng với Mary. Đúng vậy. Anh thấy những chuyện anh làm thật là cực kỳ tồi tệ. em có thể hứa với anh không hứa với anh em sẽ không bao giờ đi xem phim với người đàn ông khác nữa tại sao em không trả lời anh em có thể hứa với anh được không em không thể hứa với anh em không thể làm bạn với người có hiểu như anh đâu cũng không thể qua lại hoặc làm cộng sự được nữa đâu bắt đầu từ bây giờ em muốn quên sạch về anh ở trong tâm trí của em và trong trái tim em nữa Cho tới bây giờ trong lòng em có anh không vậy? Trong tim của Marie Đã từng có anh chưa? Tương nhiên là đã từng có rồi Rất lâu vậy tại sao tại sao gì chứ cái gì có phải anh hiểu làm gì hay không anh sẽ đợi đợi cái gì chứ đợi đến ngày trồng trái tim của mari trong đầu của em toàn bộ chỉ có anh mari bây giờ em đã chiếm hết toàn bộ chỗ này của anh rồi. Anh đi đi. Sắp trễ giờ lên lớp rồi kìa. Lần sau nếu em đi xem phim với người đàn ông khác, anh sẽ thật sự dạy dỗ em đó. Đã nói anh đi rồi mà. Em cười thì anh mới đi được. Anh đi đây À, cuối cùng bây giờ cũng thông đường được rồi Xem ra đã qua giờ cao điểm rồi bắt đầu từ bây giờ sẽ không bị kẹt xe nữa còn có thể thế nào nữa nếu như đã gặp mặt phải đối mặt thôi đương nhiên phải làm như vậy rồi đó là ba của con mà chúng phòng han đến rồi nhanh vậy sao thưa mẹ mẹ ra ngoài uống với bố một ly đi ra ngoài đi mẹ ổn định lại tâm trạng đi mẹ phải như vậy mẹ cũng xin lỗi cả việc lúc nãy hớt muối và ba đó à. bây giờ mẹ sẽ ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng nói với ông ấy ông là chồng của tôi và là ba của con tôi bây giờ nói với bố có khi nào là quá sớm không phải thường xuyên nói với ông ấy thì ký ức ông ấy mới từ từ tìm lại được không thể cứ đợi không như vậy đâu không sai mẹ à cứ làm theo suy nghĩ của mẹ đi à... bác à bác thích bánh kem phải không sao cô biết vậy vì nhìn mặt bác là biết hay chữ bánh kem rồi lần sau cháu sẽ đến một tiệm bánh kem ngon mua về cho bác nha <laughs> những người phụ nữ kỳ lạ ở trong nhà này cũng nhiều thiệt đó <laughs> <laughs> cha sắp nguội rồi mau ra đi Bây giờ không sao đâu. Mẹ đã bình tĩnh lại rồi. Bà không sao chứ? Dạ. Lúc nãy tôi quá thất lễ rồi. Thấy bà bình tĩnh lại thì tốt rồi. Người đây là trưởng phòng Han đã chăm sóc cho ba. À, chào cậu. Dạ, cháu tên là Han Trung Riêng Lúc đi ngang qua khu nhà hình như là cháu có gặp bà à. Hình như là như vậy Thầy ấy trước đây là giáo viên thể dục của trường con đó Người duy nhất cổ vũ con mẹ à Dạ à, Cảm ơn cậu nha Mời cậu ngồi Dạ Mời dùng Trà Bác trai chơi bài qua tuyệt vời đó Hình sứ không hổ là con gái của bác Không phải hồi sốc nói là học của ba mình sao <laughs> mì lạnh mà bọn trẻ đã gửi đến có hợp khẩu vị của ông không ờ à, vô cùng ngon luôn ông lại đến nữa nha kim chi lâu năm của nhà chúng tôi rất là ngon đó Sao bà biết tôi thích ăn kim chi lâu năm vậy? Đúng là chuyện gì cậu cũng kể ha. À, không phải như vậy đâu. Maria. À, bà ra ngoài hả? Cháu yêu à, gần đây có vẻ cháu rất bận hả? Chúng ta còn phải lên kế hoạch tác chiến nữa. Cô giáo Nam vô ngày mai dẫn đến học nấu ăn phải không? Đúng vậy. Ngày mai tôi muốn để huynh súc cũng gặp mặt cô ta. Không phải ngày mai bà muốn nắm tóc đánh nhau đó chứ? <laughs> Đừng lo lắng mà. Không để cứ lẫn trốn mãi đâu. <laughs> Mẹ của Marie còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của tôi là một người vô cùng quách đó. Dùng giày da đánh vào tường của khách sạn. Cái thằng đáng chết kìa. ra đây cho tôi. Vợ con là thứ quan trọng nhất trên đời, biết chưa hả? Đáng chết sau đó bọn cháu trực tiếp bị đuổi ra được <laughs> sao tự nhiên kể chuyện này làm gì vậy cháu đang khen ông là người yêu thương người thân đến như vậy mà có gì đâu người đàn ông chân chính trong lòng chỉ có người vợ tàu khang mà thôi anh thiệt là nhàn rỗi đó chúng ta về đi ờ cái đó ông ngồi thêm một chút nữa đi tôi còn có lời muốn nói với ông à. Người đàn ông chân chính, trong lòng chỉ có người vợ tạo khang. Cuối cùng, chính vì để trở thành như vậy, mới đi một dòng lớn như vậy rồi quay về sao? Tôi muốn tin như vậy. Nếu không thì tại sao xảy ra một chuyện kỳ tích như vậy được chứ? Con về rồi. Con đi thay đồ trước nha. À, con gái của con về rồi đó tôi cũng về rồi không phải bảo ở một đêm rồi về sao chị về như vậy rồi thì sao tôi có thể ở một mình chứ lại ở đó nữa Người trông giống như anh jun Hy Sao lại ở đây chứ? Đây là chuyện gì vậy? Ba Ba Sao chứ? Chuyện gì vậy người đàn ông chân chính Ông được như vậy mà Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này Mình à Mẹ à Không Ông đang nói gì vậy? mẹ à chúng ta từng gặp mặt phải không gặp trên đường đó cô từng hỏi tên tôi đó chỉ là gì tôi cảm thấy ông giống một người mà tôi quen thôi cô biết tôi phải không trước đây nhất định chúng ta đã từng quen biết đúng không trả lời của tôi đi. đừng nói nữa. chị à, tôi đã gì xảy ra sự cố gì mà mất ký ức? hãy giúp tôi với. À. tôi, tôi không rõ nữa. cô không quen biết tôi, vậy tại sao hỏi tên tôi chứ? cô nhất định cũng quen biết tôi mà. xin hỏi cô tên gì chị ơi chị à tôi tôi không rõ nữa tại sao không thể biết tên của mình chứ như vậy tôi không nổi xin hỏi cô tên gì chan Môran. Chan, Môran. Jag Môran. Chân Môran. Chính là vợ tôi. Cô chính là vợ của tôi. Ừ. Mẹ à. Ừ. Bè vợ à. Bác ư Ông Mi Nam à. <laughs> Nghỉ ngơi một chút đi <laughs> Hôm qua anh uống rượu sao Trông có vẻ rất mệt á không phải như vậy hình như là anh đã bị cô gái mình thích đơn phương đá rồi cô gái đó nói như thế nào Hơi cùng nhau xem phim nhưng mà cô ta nói anh đừng có nghĩ nhiều quá đùa giỡn với anh hay là gì vậy có thể vì có người mình thích rồi vậy thì đừng có nghĩ nữa anh thích loại con gái đó làm gì nhưng mà anh hình như là Có chút thích người đó Vậy thì đi giành lại đi Không phải đâu Cô ta đâu phải đồ vật mà giành lại chứ Nhưng mà thời gian trôi qua thì Cũng có thể quên được thôi Cho em gặp cô ấy đi hey, Anh đã bị đá rồi Còn cho em gặp làm cái gì chứ Nào Đi về nhà Đi ăn sáng đi Để sau đi gần đây thì mẹ có vẻ hơi cô đơn đó anh à tài sản mà ba để lại đừng có nói hết với mẹ mẹ sẽ nghĩ cách để cướp cho em đó <laughs> vậy thì nói <đã> sâu chứ <laughs> nếu như không có anh thì em đã trở thành thanh niên bỏ nhà đi từ lâu rồi vậy nên em mới nhịn đó anh là người quan trọng nhất với em đó Vậy <laughs> rồi sao Muốn anh thật tốt Đừng có động lòng với người phụ nữ kỳ lạ đó Chúng ta phải chú ý cách phát âm ở đây Cho rõ ràng Cô mang mang Cô con về rồi mới sáng sớm mà con đã ra ngoài rồi sao à dạ sao đột nhiên mẹ lại học tiếng pháp vậy ờ à, mẹ vốn dĩ là người có lòng hiếu kỳ rất cao về tri thức mà mẹ luôn luôn thích học tập hôm nay mẹ cũng đến lớp học nấu ăn sao đương nhiên là phải đi chứ à. <cười> <cười> giám đốc limonh và Kim Huynh Dung đang hẹn hò sao? À, con không rõ nữa. Lúc mẹ đến văn phòng thấy không khí giữa hai người họ vô cùng kỳ lạ. Hơi, mẹ quan tâm chuyện người khác yêu đương như thế nào làm gì chứ hẹn hò thì là hẹn hò thôi. Con nhất định phải nói chuyện như vậy sao? Giống như mẹ rảnh quá không có gì làm vậy? À, con làm cái gì có chứ? thật sự thì con cũng thường hay làm ngơ mẹ lắm đó. ổn công mẹ xem con như con ruột mà nuôi dưỡng con. mấy ngày nữa con sẽ dẫn Ruo vậy. vì lâu lắm rồi nhà ta không có ăn cơm đoàn viên đó. con đã gặp Ruo rồi sao? Ruo nói thế nào? thằng bé sống tốt không? Dạ. đồ ăn mà mẹ gửi cho nó hợp khẩu vị không? Dạ. em ấy bảo rất là ngon. con chuẩn bị đi làm đây. Ruo à, con trai mẹ. Trưởng phòng Han cậu ở đâu vậy, trưởng phòng Hân? Dạ, cháu đang ở đây. Ông có thấy khỏe hơn không? Ờ, à, bây giờ, mau đi báo cảnh sát khởi tố và họ đi. À, ông bình tĩnh trước đi. Lập tức báo cảnh sát đi. Rõ ràng là đã báo mời tối ăn mì lạnh. Không ngờ còn hất muối Và còn đá người ta một <laughs> cái nữa May mà bác sĩ bảo là Bây giờ ông hoàn toàn không vấn đề gì Đặc biệt là người phụ nữ đó Người đá tôi đó Nên nhốt bà ấy vào bệnh viện đi Dạ à. Bao cảnh sát đi Cháu tôi gửi đến đã ăn chưa hả Dạ Vẫn có người đang mang tới Ông nghĩ người tốt không Lập tức ra ngoài cho tôi Đừng có đợi đến khi tôi báo cảnh sát đó ông ăn một chút cháo trước đi ông thích ăn cháo hào rau phải không để kim chi lên đậu xanh đã nghiền nát sau đó dùng dầu vừng để chiên ông thích ăn như vậy mà ăn kèm với rượu gạo mang lên từ vùng quê tối hôm nay chúng ta cứ như vậy cùng nhau uống bà đi. rốt cuộc là ai vậy bà làm công việc gì tên tôi là Can song o là vợ của ông đó ông không phải là Giang mi nam mà là kim chu hi ngôi nhà hôm qua chúng ta đến trước đây ông đã từng ở rồi các người đang nói cái gì vậy à. hôn dung Hùng Súc là hai đứa con gái xinh đẹp của chúng ta. Mình à, ông không nhớ cái này sao? Ông dùng tiền dành dùm ba năm trời để mua cho tôi đó. Hôm Giáng sinh trước khi ông xảy ra sự cố. Đẹp có phải không? Quá nhiên, trước đây ông là một người chồng rất là quách đó. Nè, không phải tôi đã nói rồi sao? Ký ức của tôi... Tôi sẽ khôi phục lại hết ký ức cho ông. Trước đây ông thật sự là một người chồng tốt. Chỉ biết đến vợ con thôi. Chuyện gì đây hả? Ba đến bệnh viện rồi sẽ gọi về. Ba đi đường cẩn thận nha. Cô Phật đi sao có thể đi như vậy được chứ? Mẹ à, lại đây đi. Cái ông già điên khùng đó định muốn trốn đi cùng samurai sao mau đứng dậy đi ừ. 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 cô hoảng hốt lắm phải không à, tôi cũng giật mình luôn ừ. chị đã giám định quan hệ cha con rồi nhưng mà ba không nhớ mẹ và bọn cháu đâu à, có lẽ sẽ vậy à. khi ba gọi cô là vợ cháu cũng giật cả mình đó thật sự ừ. à, tôi cũng giật mình luôn nhưng mà ông ấy cảm thấy cô quen không phải là một hiện tượng tốt hay sao chứ ký ức cũng có thể hồi phục lại không phải sao có lẽ sẽ vậy sau này ông ấy sẽ ở đâu đây có lẽ không lập tức về đây phải không mẹ cháu khiến ông ấy thành như vậy cháu cảm thấy nên chăm sóc ông ấy ở đây thôi vậy tôi sẽ đến nơi khác đến nơi khác nha ờ à, cháu muốn ở cùng với cô thêm một khoảng thời gian nữa tiếc thật tôi cũng vậy Tôi là đồ ngốc Lại đưa loại người ấy về nhà Tôi là đồ ngốc mà Mẹ à bình tĩnh lại đi <laughs> ừ. Nếu Jan Moran ở ngoài nghe thấy sẽ xem thường mẹ đó à. Thì cứ để cho cô ta nghe Có người gọi cô ta là vợ Chắc chắn là cô mụ này Mẹ nè Mẹ đá đẹp lắm đó Con cứ nghĩ là sắm chớp không đó Thật Sao nhà chúng ta lại có chuyện như vậy chứ Không phải là tốt sao Chuyện như vậy rồi mà gì còn nói vậy nữa Đúng là hối hận. Lẽ ra mình nên giả giờ không biết chứ. Chị à, những chuyện như vậy không phải con người có thể ngăn chặn hoặc là tự dựng nên đâu. Vì anh Mi Dông nói đúng đó. Chúng ta phải tìm ra đường đi trong tình thế hoảng loạn như vậy chứ. Bà ơi. Mẹ nè. Mẹ thay đổi ký ức của bố đi thì được đó mà. Mẹ hãy thay đổi bố thành người đàn ông. Chỉ yêu vợ thôi. Ý là Thay đổi quá khứ sao? Chúng ta phải chờ đến khi bố hồi phục. Thì mới được, còn nữa. Những ký ức không thể nhớ lại còn gì. Chúng ta sẽ tạo ký ức đó. Rồi, cho vào thì được đó mà. Vậy làm thế nào để xóa bỏ ký ức? Liên quan đến bà gì Jean Moran? Bà là người đàn ông trước đây chỉ có mẹ thôi. Sau đó, nếu bà Jean Moran thì người em gái cùng quê đến mượn tiền ba nên ba nhớ thôi bởi vì tiền của mình thì rất quý mà người hôm qua là cô em gái quê có quan hệ rất thân thiết với tôi, Giang Moran Ông còn cho cô ấy mượn tiền, có lẽ như vậy đó Có phải là vì số tiền đó vẫn chưa trả nên ông cứ bận tâm không? Sau khi chuyển khoáng chất xong, ông hãy về chỗ mang hành lý đến đây Ở nhà đã chuẩn bị phòng xong rồi bác đừng lo cháu sẽ đưa ông ấy về lát nữa gặp lại mình à lát nữa gặp nha ôi tức là tôi đã từng sống chung với người đàn bà đó sao Có là mơ hay không phải là mơ đều được cả. Hôm nay chỉ là muốn mặc bộ đồ đẹp Cứ nên giữ bí mật này cho đến cùng vậy. Vì mình và vì cả anh ấy nữa. Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Ồ, oh, đúng là quá bất ngờ đó. Mọi người ngủ ngon không? Cả nhà đều thức nguyên đêm chứ mẹ đến bệnh viện rồi có lẽ sẽ lên lớp muộn chị đừng lo em có thể đối phó được mà <laughs> trước khi mẹ tôi lấy lại tinh thần tôi sẽ giúp cô chuẩn bị giờ học nha em có thể tự làm một mình được rồi thêm một người giúp không phải là tốt hơn sao à, à, cháu không phải là người thừa kế sao chút chuyện này có thể ứng phó được mới có thể làm người thừa kế được đó chị không cần bận tâm đâu Ôi mẹ ơi Học sinh gương mẫu đến sớm vậy Chị sao vậy Người đó Là học sinh của lớp sao Dạ Hôn suất à Cháu tới đây nè Cô biết cô ấy sẽ đến nghe giảng hả Giờ học lần trước Cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hình như cô ta Cũng nhớ tôi rất rõ Nhưng tôi cứ giả vờ không biết thôi cháu vốn không muốn gặp lại nữa đâu trên đời này không phải chuyện gì cũng như mình mong muốn đâu cháu cứ ở trong phòng là được rồi cháu định trốn tránh đến khi nào chứ cứ xem như chẳng có chuyện gì đi cháu cứ chào thì được rồi với tư cách là con gái của cô can ở an đông gúc đừng lo lắng đối phương sẽ phản ứng như thế nào cứ làm thôi bởi vì đó là nhân cách của cô giáo na mà sau khi học xong đi về thì cháu sẽ chờ cô ấy. Hôm nay do cô giáo có chút việc có lẽ phải kết thúc giờ học mới về được đó mọi người à. Vì vậy tôi muốn trong giờ học hôm nay cho các vị làm món salad và để cô giáo về rồi đánh giá. <laughs> tôi cũng đã sắp xếp một giờ học bù sao? À, vậy sẽ sắp xếp món salad các vị làm theo thứ tự từ đầu đến cuối. Như vậy có được hay không? Tôi sẽ là người cuối cùng. <laughs> Việc đó đúng là có chút ấu trị đó. Vậy chúng ta bắt đầu nha, tôi sẽ giúp mọi người. Chào cô, em là con gái của nhà này đó. Chào cô, em là con gái nhà này, cô biết không? Ê à thôi đi, Ê dà, chào hỏi làm gì chứ <laughs> Chuyên ngành của cô Nahun E là dương cầm phải không? Không đâu, chuyên ngành của tôi là tiếng Anh Kỳ lạ thật đó, tôi nhớ con dâu của nhà đó tốt nghiệp đại học âm nhạc mà Cô không phải là con gái của Min sao? Người đó là phụ nhân đã quá cố rồi À, tôi xin lỗi nha tôi nhớ nhầm rồi <laughs> không sao đâu cô na từ từ đã tôi thấy cô buộc dây hơi kỳ lạ đó cô tới đây đi <laughs> cô đừng bận tâm những điều đó bọn họ là những người đáng ghét nhất trong số những người đến học thôi tôi không bận tâm đâu cô đừng lo nghe nói khi đó phía nhà trai cực lực phản đối sau khi lấy chồng vào thân phận được nâng khắp lên <laughs> nói chuyện cứ đợi đến khi nào nếm thử thì nói bây giờ mọi người tập trung vào món ăn nha vâng à, <laughs> <laughs> chị à, mang tủ thuốc vào đây đi. À, làm sao đây hả, chị à, nhanh lên đi. cô, kim Huynh súc, cô bị thương sao? sao cô lại ở đây? em là con gái thứ hai của cô giáo can ở anh yốt đông, cô đưa tay cho em đi cái gì chứ đưa tay ra đi à, tôi... <laughs> cô trước giờ trốn ở đâu hả em trốn gì mà trốn chứ hôm nay là lần đầu tiên em biết cô đến đây đó đưa tay đây cho em em tha thuốc vậy con gái cô là rung mary sao con trai cô là lydojin hả đúng là không thể tin được mà thảo nào cứ thấy Mary rất giống ai đó một cách kỳ lạ cô nói con gái em kỳ lạ à sao giờ học lần trước có tự giới thiệu nhưng dung Mary lại hiểm không nói câu nào hiểm cái gì chứ hả lidozin cũng vậy mà con trai của tôi sao cô biết cậu ta là con trai của phóng viên Limonso cô đừng mong có ý đồ gì với lidozin tôi không muốn dính líu gì đến cô hết em cũng muốn nói vậy đó Gặp phải người mẹ chồng như cô hả Thà độc thân cả đời còn hơn Hôn sốt à Phải lễ phép với cô giáo chứ Cô có liên quan gì với con mụ bệnh nhân này chứ Cứ xem như là bà con xa đi Tóc của cô vẫn ổn hả Không bị bệnh như là rụng tóc hay gì đó Không chứ. được gần tôi Cô đi ngay đi Cô hãy chỉnh giọng nhỏ đi Trong số này có người đang học mà Quản lý bắt à, Dạ thưa cô Tôi muốn lấy lại học phí của mình. Cô gọi điện thoại đi. Cô đi đâu vậy hả? Vẫn chưa bòi thuốc mà. Chị biết cô ấy sao? Ờ, nhưng tuyệt đối không thân thiết đâu. Hóa ra là mẹ của cậu Lidojin. Cậu ta cũng đáng thương quá đó, khi có người mẹ như vậy. Ơi, tóm lại, loại mẹ chồng như vậy tuyệt đối không được đâu. Tôi phải bắt Marie hứa mới được. Bây giờ tôi phải sắp xếp hành lý rồi. xin hả? Sau này mẹ không muốn con gặp Dung Marie nữa. Con đừng nói gì hết. Mẹ đừng không nấu ăn sao? Đúng vậy. Con biết rồi sao? Chuyện mẹ Dung Marie chính là Kim Hương Súc. Thôi đi, làm ơn cấp máy đi mà. xin à, cấp điện thoại đi, đừng có nghe nữa. Alo, alo. Vấn đề là con gái của học sinh với Duzin đang hẹn hò cùng nhau. Đổi lại là cậu, cậu có giận chị hay không? Vậy là cô giáo có vấn đề rồi còn cái gì nữa? Chị còn thích nhận cả phong bì nữa. Người cùng mua nhận phong bì là ai chứ? Ai... Thiệt là bình tĩnh đi chị. Nói như vậy không phù hợp lắm đâu. Nếu nhất định phải tìm sự an ủi á. Trời thì hẹn hò với Ruo tốt hơn nhiều đó. Đồ điên. Với Duzin đã không được rồi. Ruo thì càng không được. cô hình dung suy nghĩ gì vậy không đúng đâu nên tiếp nhận ba phải bao dung chứ không phải chuyện của mình nói gì chẳng được tôi đó mà làm gì con muộn nên thời gian sống với ba mẹ rất ngắn với sức mạnh và sự nỗ lực của tôi không thể nào thay đổi được uhm, vì vậy tôi rất buồn Nhìn những bạn bè của mình cùng già đi với ba mẹ Tôi thật sự rất là ngưỡng mộ đó Anh nói đến đây thôi Tôi biết rồi Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nghe Cô rất nhạy cảm Phải không cô Huynh Dung? Ừ, nếu cô không muốn trả lời thì thôi vậy Tôi có thể ngồi đây không? Nếu không thì Tôi đi ra ngoài nha hay là hay là ở đây như vậy đó đối với bà cô cô cũng cười như vậy đi có được không bây giờ cô đi sao thời gian qua tôi đã làm phiền chị rồi cho cô nè nói thật là tôi không thể mở lời để giữ cô lại được à, bây giờ tôi cũng phải về nhà của mình rồi Hôn súc cũng bảo trọng nha, phải bảo trọng đó. Cảm ơn cô. Hôm khác cha sẽ đến thăm cô nha. Ừ. Nhớ học nấu ăn đi đó. À. Cô yên tâm đi. À. Chị hãy sống hạnh phúc với anh ấy nha. cô đi nha chăm sóc tốt cho bản thân đó cuộc đời này chúng ta đừng gặp nhau nữa thời gian qua cảm ơn chị tôi đã có được tình yêu của gia đình à. bà Marie dùng căn phòng này còn hãy cho bố ở trong phòng ngoài đi không ở cùng phòng với mẹ sao ông ấy không nhớ mẹ vì vậy bây giờ vẫn là người ngoài khi nào thì ba về chờ lát nữa gặp riêng ở công viên sau đó cùng về không được đâu không được không, không được. được đâu buông ra buông ra đi không được không được anh buông ra đi buông ra mà em bình tĩnh lại buông đi. Ra đi không được. không được không được nếu như nhớ nhầm thì sao <laughs> mùa hè khi ăn tối xong Ông thường đưa bọn trẻ tới chỗ này dạo bộ đó. Ừ, bà ngồi đi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy hỗn loạn. Tôi chẳng nhớ gì cả, thật là đau khổ. Tôi thấy bà rất rõ không gì của tôi như lòng bàn tay, lại giống như người thân. Ngôi nhà đó cũng hơi quen thuộc nữa Tôi sẽ thường xuyên kể chuyện ngày xưa cho ông nghe vậy Vậy thì sẽ từ từ nhớ ra Ông đừng giỏi quá, ba của Hùng Dung à Câu đó cũng thấy quen thuộc lắm Câu ba Hùng Dung đó Ngày Hùng Dung ra đời, ông vui đến phát khóc mà Ông còn nói vui hơn cả sinh con trai Tôi sao? Ừ. Khi tôi mang thai Hùng Dung bị ngán nặng ông đã ôm gà nướng trong người chạy tới vì sợ nguội đó. Vợ <laughs> chồng có nhiều hồi ước đẹp quá hả? Phải vậy, chúng ta là như vậy mà. Ông không nhớ đã mua ô như vậy cho tôi có phải không? Hình qua in rất là rực rỡ. À. <laughs> Tôi về nhà tìm chị thì nghe nói chị đến công viên rồi. Cô đến đây làm gì? Không phải chúng ta thỏa thuận rồi sao, kiếp này không gặp nhau nữa. Tôi cũng muốn ở bên cạnh để giúp anh Junhi